Vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10, em Kim Anh đã chủ động tìm hiểu trước nội dung cho năm học sắp tới, bởi đây là năm đầu tiên lớp 10 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Thế nhưng, hầu hết nhà sách và cửa hàng sách tại thành phố đều chưa có sách giáo khoa lớp 10. Thành phố chưa có công bố về bộ sách lớp 10 mà sẽ ra nên em cũng gặp khó khăn vì chưa có sách để mà tham khảo ấy. Tâm lý phụ huynh mình cũng mong muốn có sách để mình xem xét, mình đọc rồi mình tìm hiểu trước cái chương trình học năm mới như thế nào. Nhưng mà bây giờ không có sách thì cũng gặp khá là khó khăn á. Không chỉ sách giáo khoa lớp 10 mà hiện nay các đơn vị cung ứng sách còn thiếu cả sách của chương trình mới lớp 1, 2, 3 và lớp 6, 7. Việc chậm công bố sách giáo khoa gây khó khăn và thiệt thòi cho cả học sinh và các đơn vị xuất bản, đơn vị phát hành. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì các nhà xuất bản cần phải hoàn thành cái việc mà cung ứng sách giáo khoa tới học sinh trước thời điểm 15 tháng 8. Tuy nhiên, tính đến ngày 15 tháng 6, 2022, mới chỉ có 4 địa phương đã gửi cái số lượng đăng ký sách về nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Đây sẽ là một cái khó khăn rất là lớn đối với nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, cả về số lượng in, cả về thời điểm và phương thức triển khai công tác in. Chủ trương của nhà xuất bản giáo dục là đối với sách giáo khoa mới thì họ sẽ giao cho các công ty sách thiết bị phân phối trực tiếp cho các trường. Tức là sau khi mà phân phối xong các trường và cái số lượng mà còn dư thì mới bắt đầu triển khai phân phối cho các cái hệ thống là các công ty sách và các cái đại lý. Vì vậy cho nên là đến thời điểm hiện tại thì Phasa chưa có đủ nguồn hàng. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện đã hoàn thành việc đề xuất lựa chọn sách giáo khoa cho năm học 2022-2023. Dự kiến trong tuần sau, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố quyết định lựa chọn sách để có thể kịp cung ứng sách giáo khoa cho các em học sinh, không để tình trạng thiếu sách vào đầu năm học mới.